Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo con hiểu ý nghĩa mà Phật đã dạy là nếu Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến cứu cánh, nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa, chẳng lìa sức phương tiện thiện xảo, thì Bồ Tát ấy nhất định gần đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát ấy, từ khi mới phát tâm cho đến cứu cánh, hoàn toàn chẳng thấy có một pháp nhỏ nào có thể đắc. Đó là hoặc năng chứng, hoặc sở chứng, hoặc chỗ chứng, hoặc khi chứng, hoặc do pháp này chứng, đều hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc sắc, hoặc thọ tưởng hành thức hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc nhãn xứ, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc sắc xứ, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc nhãn giới, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc sắc giới, hoặc thanh hương vị xúc pháp giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc nhãn thức giới, hoặc nhĩ tỷ thể thân ý thức giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, hoặc các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc địa giới, hoặc thủy hỏa phong không thức giới hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc vô minh, hoặc hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc bố thí ba la mật đa, hoặc tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc pháp không nội, hoặc pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc chân như, hoặc pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc thánh đế khổ, hoặc thánh đế tập diệt đạo, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc pháp môn tam ma địa, hoặc pháp môn Đà La Ni, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc mười lực Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc quả vị độc giác, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được.